Anh tới rồi hả? Em xin lỗi nha, em bận công chuyện chút xíu nên tới hơi trễ. Đúng rồi, em trễ tới. Có 5 phút chứ mấy mà tới. Đúng em không? Em đi. Em tới trễ có 5 phút thôi, làm gì dữ vậy? Hồi nãy giờ anh tới đây hơn 1 tiếng đồng hồ. Tới hơn 1 tiếng là tại lỗi của anh, là do tại anh tới sớm, chứ đâu phải do em tới trễ đâu. Thủy à? Dạ. Sao em phủ phàng với anh như vậy? Anh này, tự nhiên nên cứ nói chuyện kỳ vậy. Wow, mà sao hôm nay anh ăn mặc đồ bảnh tỏn quá vậy? Là tại vì anh muốn tỏ tình với em. Anh mong là em chấp nhận lời tỏ tình của anh. Trời ơi, mà tao nhìn tao cười bây giờ. Trời đất ơi, bình thường anh lãng nhắc lắm, sao tự nhiên bữa nay lãng mạn dữ vậy? Anh này anh bất ngờ quá, làm em bối rối quá. Ngay giây phút đầu tiên mà nhìn em làm tim anh nó loạn nhịp luôn rồi. Hả? Tim loạn nhịp? Anh bị đau tim hả? Đúng. Cho nên anh mới cần em ở bên cạnh để mà soi dịu trái tim anh. Nếu không anh sẽ chết mất. Anh chết mất Thủy. Thôi, trời ơi, người ta nhìn người ta cười bây giờ. Được rồi, em nhận nha. Em nhận, được chưa? Cảm ơn anh nha. Trời ơi, cảm ơn ông trời. Vậy là hôm nay anh có người yêu rồi. Cảm ơn em. Dạ. Ý mà khoan, anh muốn xác nhận lại một lần nữa. Anh có quan trọng đối với em không? Anh này mệt ghê luôn á. Phải chứ sao không? Yeah. Em xin lỗi, em có tin nhắn cái. Anh ơi, em xin lỗi, bây giờ em có công chuyện gấp á, em phải đi liền. Có gì hôm khác rồi mình nói chuyện sau nha anh. Nhưng mà hôm nay em dành cho anh mà, em nói mà. Dạ, em biết là em có hứa với anh, nhưng mà cái công chuyện này gấp lắm, em không thể ngồi đây được. Em xin lỗi, em cảm ơn bó bông của anh nha. Có gì hôm khác mình sẽ tâm sự sau nha anh nha. Thủy à. Em xin lỗi. Em hứa với anh rồi mà. Thủy. Lại là tin nhắn của người đàn ông quan trọng đó. Không được, hôm nay mình sẽ cho ông ta một trận mới được. Đây là nhà của Thủy mà ta. Không lẽ Thủy hẹn hò với người đàn ông cũng quan trọng này ở đây? Từ từ để đau đó. Từ từ thôi, nhẹ. Thủy. Ủa, anh mới tới hả? Em đang hẹn hò với anh. Mà em về đây vì là người đàn ông quan trọng này hả? Anh nói gì kỳ vậy? Từ từ, đau. Em nói yêu anh, mà em đi với người đàn ông quan trọng này hả? Thì đây là người đàn ông quan trọng của em nè. Cái gì? Người đàn ông quan trọng của em? Dạ. Vậy anh là gì của em? Thì anh là bạn trai của em. Vậy ông này? Dạ. Người quan trọng. Xin phép được nói không? Tôi là ba của nó đó. Dạ. Dạ, con xin lỗi má. Thiệt tình luôn á, hồi nãy á, tại con đang nói chuyện với ảnh mà ba nhắn tin ba đau quá nên con phải chạy về. Ba em đó, thiệt tình. Dạ. Từ nãy tôi có công việc đi ra ngoài mà cái chân tôi đau quá cho nên là mới phải kêu gái đứng dậy đưa tôi đi. Cậu đừng có trách đó, tội nghiệp nha. Dạ, bác bị đau khớp hả bác? Dạ đúng rồi. Ba đau. Bị đau mấy năm nay rồi. Sao không chịu nói cho anh biết? Thì nói anh cũng đâu có giải quyết được cái gì đâu. Ai chỉ chỗ nào hay, chỗ nào giỏi, ba em cũng tới trị mà không có hết. Tội nghiệp con gái tôi lắm. Cũng bị cái bệnh viêm khớp của tôi mà tới bây giờ nó còn ở giá đó. Cái đó là do tuổi già mà bác. Ý anh nói em già hả? Không, ý anh không nói em già, mà anh muốn nói là sự viêm khớp của người già. Và những người già thường bị quá trình lão hóa khiến sụn khớp á, bị suy giảm, gây ra hậu quả là thoái hóa khớp, viêm khớp, cứng xương, đau lưng và mỏi gối. Đúng rồi đó. Tê buốt chân tay. Nó mấy cái triệu chứng là ba em có hết đó. Bác đừng lo, còn có sản phẩm này hay lắm, bác chờ con chút nha. Ủa, cậu chạy đâu vậy trời? Trời ơi, cái bệnh của ba đâu có cái thuốc nào hay cái gì mà trị hết được đâu. Nhiều khi anh có sản phẩm nào tốt quá ba. Cái gì vậy anh? Đây là sản phẩm mà cô muốn nói với bác. Viêm khớp Tâm Bình. Viêm khớp Tâm Bình hỗ trợ điều trị thoái hóa khớp, viêm khớp và những tình trạng đau cứng xương khớp như bác. Hiệu quả lắm đó bác. Dạ bác dùng thử. Vậy hả con? Chà. Anh, sản phẩm này tốt không? Tốt lắm em. Hay quá vậy hả? Viêm khớp Tâm Bình còn giúp làm trơn ổ khớp, tăng chắc xương, tiêu trừ phong thấp và bổ sung canxi tự nhiên. Nói chung có nguồn gốc từ Đông Y đó bác. À bà ơi, cái này có nguồn gốc từ Đông Y nên mình uống mỗi ngày không có sợ tác dụng phụ đâu ba. Nếu mà cái này nó hiệu quả thiệt đó nha,
là tôi hết bệnh rồi, tôi gả con gái cho liền đó. Dạ con cảm ơn bác. Dạ con bác. Em chịu không em? Mệt ghê, tới giờ này còn hỏi câu đó nữa. Thân hình của mẹ cha cho, khỏi đau xương khớp là do tâm bình.